1.880 thật là vui vẻ. Phụ nữ nha. Rồi những người phụ nữ bán hàng rong ở vùng ngoài đường á, khu dân cư á, hoặc là những người gọi là những cô, những chị mà lao công á, đó là những người ta cũng lựa chọn được cái ngày 8/3. Mình nhớ tặng cái quà là quà 8/3 mà. Quà 8/3. Ngồi đường có cu đó. Bình thường thì mỗi ngày chị bán được khoảng bao nhiêu vé số ạ? 200. 200 tiền vé số thì lãi được khoảng bao nhiêu ạ? Đây Tây Ninh xong rồi Triều Vinh. Vâng. Thì lãi mỗi đồng vé số là một ngày kiếm ra khoảng bao nhiêu tiền đủ ăn không ạ? Có kiếm đủ ăn không ạ? Đủ ăn là không tên là gái. Hôm nay trang tem 360 hóa chúng tôi sẽ có những cái phần quà giúp cho mấy chị này vui được trong cái ngày quốc tế phụ nữ 8/3 này. Thì đây là một phần quà của trang tem. Xin chị nhận giúp chị trẻ. Sức khỏe luôn. Không đủ sức khỏe. Bây giờ là đau tay lắm. Đau tay lắm. Ôi đau tay lắm mà. Tay người ta không có nhận được quà, không có ấy được, nặng lắm, tay đặc biệt xong rồi. Rồi ok, có người trở về, tận nhà cất quà rồi đi bán vé số tiếp nhá. Rồi. Hôm nay thì mình cũng đã đến một cái căn nhà của bà. Thì các bạn thấy thì căn nhà cũng rất là nhỏ, phòng trọ, phòng mướn. Thì bà thì có một người con thì cũng đi bán vé số giờ chưa về. Thì bà cho anh hỏi là bà tên gì và bà bao nhiêu tuổi ạ? 60 tuổi. Cô giờ được 60 tuổi rồi. Cô cũng bệnh. Cô Tràng Thị Xanh. Tháng 3 tụi con có chấp quà. Thôi con cảm ơn chị rồi, con có gặp chị. Trên thẻ này có địa chỉ thì tụi con mới tới địa chỉ này gửi lại. Thôi coi mấy gì con cảm ơn mấy đứa con cũng giúp đỡ. Vậy cũng không biết làm sao hết, vậy cũng mong con. Bây giờ vậy cũng không biết nói sao hết. Những dịp tháng 3 này á, thì cũng bệnh nó cũng bệnh đồ này kia nọ, rồi chị cũng buôn bán rồi, mấy mẹ con cũng có mấy chục tờ số mà. Về quê thì biết làm gì ăn giờ. Ở đây lát rồi cũng có bà con cô bác người ta cũng giúp đỡ mình, cũng điều đi nó phòng trọ, nhưng mà phải từ đầu nó hay từ đó, sống ngày nào hay ngày đấy. Thì tụi con có quà này thì giúp cho cô động viên tinh thần cho cô. Lụm với chai về một tháng mình bán được bao nhiêu một ngày, bán được mấy? Ngày 5-70, ngày nào nhiều thì được 100. Thì hôm nay đây là một món quà của trang này mình hot tặng cho dưới này, lấy cái lục của em tới 8/3 này. Lấy cái cảm ơn mấy chú nha. người. Hôm nay tụi con sẽ có một phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Nhưng giống như là ngày mai là ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Mùng 8 ạ. Ngày mai hả? Dạ dạ, ngày mai là ngày 8 tháng 3. Rồi cô cảm ơn. Dạ, do tụi con đeo đó tụi con có một phần quà dành cho cô ngày quốc tế phụ nữ. Dạ dạ, chúc cô có ngày quốc tế phụ nữ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, cho con gửi. Con có gì bây giờ muốn nói không ạ? Bà cảm ơn các con rất nhiều. Dạ. Năm mới là vui vẻ. Dạ. Cô đi bán xăng không? Nhà cô bây giờ còn bao nhiêu thành viên cô? Có con trai con gái. Ba người con trai con gái Sài Gòn ở luôn rồi, chị ở con mẹ ở già cả rồi. Dạ. Thì con cái cô có gửi tiền về hàng tháng không ạ? Dạ có rồi chị. Có một chị. Tức là các cháu có gửi cô là gửi tiền về hàng tháng không? Dạ có. Dạ có, đỡ tiền đô nhiều lắm. Con cái cô có gửi tiền về hàng tháng không ạ? Dạ có rồi chị. Có một chị ơi. Các cháu có gửi là cô nhà là gửi tiền về hàng tháng không? Dạ có. Dạ có, đỡ tiền đô nhiều lắm. Dạ có, đỡ tiền đô nhiều lắm. Gọi thì bình thường thì gửi như thế nào? Gửi qua thư hay là gửi qua như có gom đường ông trở về đây à? Có gửi qua xe ôm hay là gửi qua xe khách hay là có chị ở về đây. Về đây. Dạ. Tức là cái chị đấy là về đây là sẽ đưa tiền cho tận tay đó. Dạ, có người đàn ông. Dạ. Cô có thể nói địa chỉ cụ thể để sau cái đợt này bọn cháu có thể qua. Tại vì có một người chị ở Mỹ về nay. Cô vẫn xin cô cái gì nè, từ đồng từ cắt. Chúc mừng ngày 8 tháng 3, nói chung là phần quà cô không có gì nhưng mà mong là nó là niềm vui nhỏ để san sẻ đến với cô. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Cũng có gì chúc mừng con vui vẻ nha. Dạ. Cô chỉ cần nhớ tụi con. Rồi cô nhớ chưa? Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Cô bán khách hàng nha cô. Rồi, cô cảm ơn nha. Dạ. Ngày 8 tháng 3 này thì có dành một ít thời gian qua thì họp lại thì có một món quà dành cho phụ nữ thì hôm nay tụi con có mang ít quà rồi quà đâu? Quà. 8 tháng 3 con chúc cô chúc cô một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Cô để dùm cho chiếc xe lắc dùm cho cô cái chiếc xe lắc. Thì hiện giờ là chị đang mướn nhà trọ ở 296 Lê Lợi, chị mướn ở mấy năm rồi. Chị đi bán vé số về chị nuôi ba 200 con rồi nương nhau mà sống. Chị thì có cái bệnh thần kinh trung ương đấy, mỗi lần nó lên cơn nó giật kia nè. Vừa rồi chị nằm bệnh viện cấp cứu 4 lần, hồi lần thứ 5 là xe cấp cứu chở chị lên bệnh viện Châu Đức. Ngày hôm qua chị mới lấy thuốc trên Châu Đức á, 2 tuần là chị về chị lấy thuốc thần kinh tâm thần á, chị uống chị đau nửa cái đầu. Chị tên Nguyễn Thị Hồng Hoa. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay chị 49 rồi. Hiện giờ chị thì phải đi bán vé số và ngồi xe lăn cũng rất là cơ cực. Thì rất mong Mạnh Thường Quân cùng chung tay với chúng tôi hỗ trợ cho chị sớm vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống này. Nhân dịp quốc tế 8 tháng 3 ngày phụ nữ thì chúc chị và gia đình được vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn em. Hôm nay thì con cũng có đây thì cũng có một món quà nhỏ để dành tặng cô vì nhân ngày 8 tháng 3. Anh bạn ở đây món quà anh tặng cô. Dạ, con mong toàn thể chúng con là mong cô có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Dạ, cô có muốn nói gì về không ạ? Biết nói gì vậy? Cảm ơn rồi, biết nói gì giờ. Cảm ơn con đi chứ giờ gì không biết nói gì hết, giờ gì cũng dốt không biết nói gì vậy, chỉ cảm ơn thôi à. Cảm ơn. Hằng ngày thì mình làm những cái công việc gì để mình kiếm sống? Trai không à? Mình làm dây chai thì một ngày mình kiếm khoảng bao nhiêu ạ? Mấy 20.000 vậy đó con. Vì Nguyễn Thị Dư thì ở tại 40/11/9C đường Bạch Đằng, phường 5 thành phố Vũng Tàu. Con chào bà. Hôm nay tụi con bên 360 Hot đến đây để tặng bà một món quà 8 tháng 3 đây. Vui vẻ là hạnh phúc. Dạ. Cô nhà con nữa chú. Dạ. Bà tên gì? Lê Ngọc Anh. Bà giờ đang làm nghề nghiệp gì ạ? Bán giấy số. Hai ông bà đi bán hết. Hai ông bà đi. Tên Linh ạ, Phạm Thị Linh ạ. Dạ rồi. Thì con bên 360 Hot thì cũng có một món quà 8 tháng 3 dành tặng cho cô. Thì để chúc cô một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và con cái của cô ạ. Cô xin cô cảm ơn các con. Dạ vâng. Rồi sau chương trình cô có muốn nói gì với lại mọi người không ạ? Thì nói chung là cô cảm ơn các con đã giúp đỡ mẹ con cô. Dạ, cảm ơn cô. Và các bạn tiếp đến. Vâng, các bạn thấy đó, chỉ không có những người phụ nữ thì không có một ngày trọn vẹn để bên gia đình và con cái. Thì mong các bạn hãy cùng đồng hành với 360 Hot sẽ chung tay góp sức để giúp đỡ những người nghèo khổ như cô. Dì cho anh hỏi là dì tên gì và dì bao nhiêu tuổi ạ? Cô là Nguyễn Thị Hiền, năm nay 52 tuổi. Bên con tem 360 Hot cũng có một món quà dành tặng cho cô. Rất là chúc là chúng con chúc cô có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và con cái của mình. Sau chương trình cô có muốn nói điều gì với lại mọi người không ạ? Tôi cô rất cảm ơn cả con. Đây thì cảm ơn bên của công ty đi theo Hot. Các bạn thấy đó thì không có những người phụ nữ, có những người phụ nữ thì mùng 8 tháng 3 đi chơi rồi lại còn đi sắm mua sắm cái nọ, còn có những người thì phải đi làm, đi lao công để giúp cho đường phố đẹp hơn. Thì mình mong các bạn là cùng đồng hành với tem 360 Hot sẽ giúp đỡ những người, chung tay giúp đỡ những người nghèo khó. Bà ơi, thì năm ngoái á, đúng là dịp 8 tháng 3 năm ngoái luôn là tụi con cũng đã tới tặng một phần quà cho bà rồi, nhưng đúng một năm sau thì tụi con lại tiếp tục tới thăm hỏi động viên bà. Thấy bà vẫn cứ quanh năm suốt tháng bà ngồi đây rồi bán những loại rau tự nuôi sống bản thân mình đó. Thì cho cháu xin hỏi lại, đây là team 360 Hot là team về cộng đồng, là làm từ thiện và phát triển cộng đồng cùng các bạn trẻ cùng đam mê. đó thì tụi cháu ngày mai là ngày 8 tháng 3 rồi, hôm nay là mùng 7. Thì đối với những người có gia đình á, những người phụ nữ có gia đình ở bên ngoài thì họ có con cháu, có bạn bè, có người thân, có chồng con lo cho, rồi có được cái ngày mùng 8 tháng 3 rất là vui vẻ. Nhưng mà bên cạnh đó lại có những trường hợp không có được cái hạnh phúc gia đình xung vầy như thế, nên tụi con cũng lên đường để có những phần quà nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng giúp cho bà có được cái ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ thật là vui vẻ. Dạ. Thì mong cho bà có thể bán được, mỗi ngày bán được càng nhiều vé số hơn. Dạ. Cho cháu hỏi thêm một số thông tin, không biết là hiện tại là gia đình bà có con cháu còn không, hoàn cảnh như thế nào? Khó khăn quá, thấy không? Chung ra có một đứa con gái mà nó 5 đứa con, chồng nó đi làm nó đủ sống, có 5 đứa nhỏ nhỏ không à. Rồi phần bà bệnh tim ở nhà trọ đó, bà phải phụ bán kiếm tiền, bà mua thuốc bà uống, kiếm sống qua ngày thôi, chứ có dư chút đỉnh thì phụ với con gái á, đóng tiền phòng trọ, nước trôi rồi, ha. Thì cháu hỏi là tên của bà với lại tên tuổi của bà với lại địa chỉ nhà, để sau này tụi cháu có thể là tới tận nhà bà thăm hỏi, động viên. Bà thì họ tên nó là Võ Thị Năm. Võ Thị Năm. À, bà mướn phòng trọ chỗ đó đó là đường Lê Hồng Phong, hẻm 142. Hẻm 142. À, số nhà 23. À. 142 số nhà 23 đường Lê Hồng Phong. Thế bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà năm nay là 70 tuổi rồi. 70 tuổi. Thật bà bệnh á, khi nào khỏe thì ra đây ngồi bán, còn mệt là ở nhà không có đi. Thầy bà bệnh tim á. Đúng một năm nữa, không biết bà còn nhớ không? Năm ngoái là cũng được cho con đi rồi. Bà ngồi ở đây là cũng khoảng 4 năm có rồi. Nhưng mà 4 cái Tết rồi. Bà ngồi đây cô bác đi vô đi ra mua thì ủng hộ cho bà kiếm bà sống qua ngày thôi. Vì có dư chút đỉnh thì mua thuốc men để uống. Thì nhân đây thì tụi cháu cũng có một vài lời động viên thăm hỏi về thôi. Thì chúc bà và con gái cùng các cháu có ngày quốc tế phụ nữ thật là vui vẻ bên con gái. Tháng mình phụ nó vài trăm, không tiền ngoài cửa. Đây cho con gửi cái này nha. Đó, các bạn thấy đấy, bà ở đây cũng có nhiều người cũng làm từ thiện, cũng rất là nhiều người. Áo Tâm quay cô này, quay cô này. Không sao cô, không sao. Tại vì đây là cái chương trình thực tế, không thành vấn đề đâu. Cô cho xin một số thông tin cô. Đây. À, 6 giờ rưỡi bà ra đây rồi, tới 9 giờ bà về. 9 giờ bà về. Thế cứ đến 9 giờ là bà đã bán hết vé số chưa hay là? Không, không có hết đâu. Rồi sáng mai còn á, thì nhỏ con gái á, nó lấy nó bán phụ giùm. Và con cũng mong bà sẽ có một, sau này sẽ có một cuộc sống nó tốt hơn với lại con cháu của mình. Và không được chịu khổ như vậy nữa. Bà xin thì bà không có xin, ai cho thì cái gì bà hưởng cái đấy. Thôi. Bà đi bộ từ Lê Hồng Phong nó đến đây quãng đường xa vậy bà rất là mệt luôn mà. Còn buổi tối bà đi về nó thì chắc cũng cực khổ lắm. Cũng ra bà ra đây bà ngồi bà bán thôi, chứ hoài ra bà không có ấy thì thôi, không có đi vòng vòng. Ra đây ngồi vậy thôi, lát cho bà về chứ không có đi vòng vòng. Như mấy bà bán vé số bà đi đầu này đi đầu kia, tới quán nhậu đồ bán, còn bà không có, bà ngồi đây bà bán được gì đỡ như gì thôi. Và dịp mùng 8 tháng 3 thì con cũng gửi lời chúc đến bà là một ngày hạnh phúc và vui vẻ bên con cháu. Cảm ơn mấy cháu. Thì năm nay mình có gặp lại lần nữa thì bà vẫn kiên trì là vẫn bán vé số để mà trang trải qua cuộc sống của hàng ngày của bà. Thì thật ra bà cũng mắc bị bệnh tim cũng lâu rồi. Năm ngoái thì mình có gặp bà thì vẫn cũng tình trạng như thế này, và năm nay bà vẫn vậy. Thì mong mọi người có thể mà giúp đỡ bà nhiều hơn. Thì bà ngồi ngay cạnh góc cột điện, ngay chỗ mà nhà sách Đông Hải, quán nhà sách Đông Hải. nghe nhà sách Đông Hải thì mong các bạn ủng hộ mình, team mình để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn như thế này. Xin cảm ơn.